Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tải Zalo về điện thoại. Thì để tải Zalo về điện thoại thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Rồi các bạn lưu ý nha. Nếu như các bạn chúng ta sử dụng điện thoại Android á thì các bạn chúng ta sẽ vào cửa hàng Shop để chúng ta tiến hành là tải Zalo. Còn nếu như các bạn chúng ta sử dụng iPhone á thì các bạn chúng ta sẽ vào App Store để chúng ta tiến hành là tải Zalo về điện thoại. Rồi ở đây Tôi đang sử dụng điện thoại Android nên tôi sẽ vào cửa hàng Shop để tôi tiến hành là tải Zalo bấm vào cửa hàng Shop Play này. Rồi, sau khi vào cửa hàng Shop Play rồi, tiếp theo ở đây tôi sẽ bấm vào ô tìm kiếm này và nhập tên ứng dụng mà tôi muốn tải về. Rồi đây tôi muốn là tải Zalo thì tôi sẽ bấm là Zalo này. Chọn vào Zalo đây. Đó, thì lúc này á nó sẽ xuất hiện một ứng dụng có tên là Zalo. Bên cạnh Zalo á nó có chữ cài đặt này. Các bạn chúng ta sẽ bấm vào dòng này. Thì ban đầu á nó sẽ tiến hành là tải Zalo về điện thoại trước. Sau khi tải xong á, nó sẽ tự động là cài đặt nha. Bước này các bạn chúng ta không cần phải làm gì nữa, chỉ cần là bấm vào dòng cài đặt mà thôi. Đó, nó tự động cài đặt. đó như vậy là nó đã cài đặt thành công này, bên cạnh Zalo nó có chữ mở như thế này. Chứng tỏ là nó đã cài đặt thành công. Sau đó tôi sẽ ra ngoài màn hình này. bây giờ tôi sẽ tìm tới ứng dụng Zalo này. Đó, như vậy là tôi đã tải Zalo về thành công. Bây giờ tôi sẽ bấm vào Zalo này. Sau đó tôi sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản của tôi vào, bấm vào đăng nhập này. Rồi sau đó ở đây, tôi sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản của tôi. Rồi tiếp theo tôi sẽ nhập mật khẩu nha. Xong rồi thì tôi sẽ bấm vào đăng nhập ở đây này, bấm vào một tên chỉ có bên phải này. Nó hỏi bạn muốn là lưu mật khẩu hay không, ở đây tôi sẽ lưu lại nha. Đó. Ở đây nó hỏi là có muốn sao lưu hay không Thì tôi sẽ không sao lưu nha Đó, như vậy là tôi đã đăng nhập tài khoản Zalo của tôi thành công này. Đó. Như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tải Zalo và điện thoại. Nếu thấy video hay, hữu ích, thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.